Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Bài học về hạnh phúc. Ngày xưa, có một vị thiền sư là người học cao hiểu rộng, thông hiểu mọi đạo lý trên đời, khiến người nghe vô cùng tâm phục khẩu phục. Một hôm, có một phú ông giàu có tới gặp vị thiền sư, nhờ người này viết cho mình một câu chúc phúc để mong gia đình ông ta có thể duy trì sự thịnh vượng trong nhiều năm. Tiếng lành đồn xa, tôi hy vọng sẽ nhận được những lời vàng ý ngọc của ngài, và nó sẽ trở thành báu vật trong gia đình tôi, truyền lại cho nhiều thế hệ con cháu mai sau. Ông cứ ngồi đây đợi. Có được mấy dòng chữ này của ông ta, chắc chắn nhà mình sẽ ngày càng phất lên mà coi. Ông mang về nhà rồi hãy mở ra nha. Cảm ơn ngài, thiệt là quý quá quá. Đây là những lời vàng ý ngọc mà cha đã cất công đi nhờ lão thiền sư giỏi bậc nhất vùng mình viết cho đó. Đọc lớn cho cả nhà cùng nghe đi con trai. Dạ, nhưng mà cha ơi... Sao thế? Đọc lớn đi con. Cha chết. Con trai chết. Cháu trai chết. Cái quái gì thế? Lão thiền sư này muốn chơi xỏ nhà mình chăng? Thiệt là quá đáng. Tôi đã nhờ ông viết ra một lời chúc phúc để mang tới may mắn và thịnh vượng cho gia đình tôi. Tại sao ông lại viết ra một câu xui xẻo như vậy hả? Có phải ông muốn trù ẻo cả nhà tôi không? Đừng nghĩ hạnh phúc hay sự thịnh vượng là điều gì to tát. Thực ra, nó lại nằm ở những điều hết sức bình dị trong cuộc sống. Nếu con trai ông chết trước ông, điều đó sẽ mang lại nỗi đau đớn vô hạn cho gia đình ông. Nếu cháu trai của ông chết trước con trai ông, thì bi kịch cũng sẽ tương tự như thế. Nếu trong gia đình ông, các thế hệ dần mất đi theo đúng thứ tự mà tôi đã viết, thì đó quả là cái phúc của gia đình ông. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống, cũng chính là hạnh phúc và sự thịnh vượng thật sự trên đời. Ngẫm lại trên đời, vì nhiều lý do, không thiếu những gia đình người đầu bạc phải đưa tiễn kẻ đầu xanh, để lại nỗi đau không dễ gì có thể nguôi ngoai. Khi đó, người ta mới nhận ra hạnh phúc đơn giản đến mức nào. Đó là việc có thể chứng kiến từng thế hệ trong gia đình già đi, tuân theo những quy luật của tự nhiên, sinh ra từ cát bụi và trở về nơi cát bụi. Ai đến cuộc đời sớm thì ra đi trước. Ai đến sau sẽ đi sau mà không có những biến cố xảy ra bất ngờ. Tiền bạc có thể có nhiều, có thể có ít, mất rồi có thể kiếm lại, còn người là còn của. Nhưng một khi người đã mất đi rồi, sẽ chẳng thể cứu vãn bất cứ điều gì.